PSG trả lương Messi 800 tỷ đồng một năm, thuê tháp Eiffel ra mắt hoành tráng. Lionel Messi đã đạt thỏa thuận gia nhập Paris Saint-Germain sau khi rời Barcelona. Nhiều nguồn tin uy tín xác nhận Lionel Messi đã đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain và sắp gia nhập đội bóng Pháp. Siêu sao người Argentina sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2023 với mức lương lên tới 29,5 triệu euro, tức là gần 800 tỷ đồng mỗi năm. Messi không thể tiếp tục ký kết hợp đồng với Barcelona như dự kiến do đội chủ sân Nou Camp không đáp ứng được yêu cầu về giới hạn quỹ lương theo quy định của bóng đá Tây Ban Nha. Ngôi sao 34 tuổi buộc phải rời Barcelona sau 21 năm gắn bó. Huấn luyện viên Pep Guardiola hôm nay đã thông báo Manchester City không có ý định chiêu mộ Messi. Đường kim vô địch ngoại hạng Anh từ bỏ hy vọng khi xác định cầu thủ này sẽ ở lại Barcelona. Thay vào đó họ mua Jack Grealish và trao áo số 10 cho tiền vệ người Anh. PSG là đội duy nhất có khả năng và tiếp cận Messi ngay sau khi Barcelona thông báo chia tay ngôi sao này. Quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng do hai bên từng có những trao đổi từ trước. Một thành viên hoàng gia Qua một trong những ông chủ sở hữu câu lạc bộ Paris Saint-Germain thông báo trên Twitter rằng việc thương thảo với Messi đã hoàn tất, chỉ còn các bước thủ tục cuối cùng trước khi công bố. Truyền thông Argentina thậm chí đã đưa tin rằng PSG sẽ thuê sáp Espen để tổ chức sự kiện. Lần gần nhất đội chủ sân Park the Prince làm điều này là lễ ra mắt Neymar. Messi sẽ trở thành tân binh thứ tư gia nhập PSG với tư cách cầu thủ tự do trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Trước đó, đội bóng Pháp đã chiêu mộ Gianniro và Ramos khi các cầu thủ này hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ cũ.